Ok, xin chào các bạn. Yeah, boy. Bây giờ mình sẽ review con Titan Platinum Laser này nha các bạn. Thì như các bạn thấy ở đây có chóa phản xạ, giá đỡ len, chóa phản xạ chính và phần tản nhiệt. Ok, mình xin kết thúc bài review của mình. Cảm ơn các bạn, hãy like và subscribe cho mình. What the hell? Dẫn thôi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Auto 365, tôi là Thịnh. Và ngày hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một sản phẩm hot hòn hòn mà gần đây nó đang làm điên đảo các tín đồ nâng cấp ánh sáng cho xe hơi. Và tôi sẽ lý giải tại sao cái sản phẩm này nó lại hot như vậy. Và cái sản phẩm mà tôi muốn nhắc ở đây đó chính là Titan Platinum Laser, đến từ thương hiệu Titan nha các bạn. Và bây giờ trên tay mình đây là hộp Titan Platinum Laser. Và mình sẽ mở hộp nó coi cái sản phẩm này có gì hay ho mà khách hàng lại thích đến như vậy. Ok, trên tay mình đây là chiếc bi Titan Laser Platinum. Có thể thấy ngay là cái giá đỡ len này nó có màu xanh. Cái màu này làm cho tôi liên tưởng đến dòng bi laser được trang bị trên BMW và ngay cả trên cái dòng bi laser cao cấp là Henway nha các bạn. Đồng thời thì cái thiết kế của nó rất là liền mạch, chỉn chu và hài hòa. Nhìn kỹ ở đây thì mắt ốc có thể tháo rời. Các bạn có thể thấy đây là mắt ốc này có thể tháo rời. Đây là các điểm đặc điểm khác với các dòng bi khác trước đây mà tôi từng thấy. Len của bi laser này được trang bị công nghệ AR. Công nghệ này được kế thừa từ các anh chị em trong gia đình Titan. Nhưng mà tôi thấy để kỹ thì ở đây nó có cái màu xanh rất là đẹp, khác biệt hoàn toàn so với màu len trước. Thì với cái công nghệ AR này nó sẽ cho phép người đối diện khi mà nhìn thấy cái ánh sáng của bi này nó sẽ không bị chói mắt. Tiếp theo là bi laser này được trang bị 6 chip LED ở chóa phản xạ chính và 3 chip LED ở chóa phản xạ phụ ở dưới này. Công suất ở chế độ COS là 65W và 75W ở chế độ pha, hơn hẳn các dòng sản phẩm trên thị trường khi mà công suất phổ biến nó chỉ rơi vào tầm khoảng 55-60W hiện nay. Như các bạn đều đã biết thì cái công suất này càng cao thì cái cường độ sáng của dòng bi nó càng được tối ưu. Nhân laser này đến từ nhà cung ứng Nichia của Nhật Bản. Đây là cái minh chứng cho cái độ bền và độ sáng vượt trội hơn các sản phẩm khác trên thị trường. Khi mà các sản phẩm khác trên thị trường, cái nhân laser mới hoạt động ở chế độ pha. Nhưng điều tôi thích ở trên sản phẩm này đó là khi ở chế độ COS, nhân laser này cũng hỗ trợ ánh sáng, cho ánh sáng ở chế độ COS rực hơn và trải đều hơn các sản phẩm khác. Cái việc này nó sẽ hỗ trợ cho việc quan sát khi mình di chuyển trong điều kiện mưa, trời tối, nhiều sương mù. Đấy. Với cái công suất như thế này thì khi hoạt động, nhiệt độ của bi chắc chắn nó sẽ lớn hơn. Thì tôi sẽ kiểm tra coi cái bộ phận tản nhiệt này nó có cái gì khác biệt để có thể giải quyết được cái bài toán đến từ công suất do những chip LED và chip laser. Dễ dàng nhận thấy thì body của Titan Platinum to hơn so với ông anh của nó là Titan Black. Đồng thời thì chip LED kết hợp với đế đồng DTP cao cấp được thiết kế thông minh kéo dài ngay đến phần quạt tản nhiệt đây. Nhờ vậy thì nhiệt độ nó sẽ theo cái phần đế đồng này được kéo ra nhanh nhất có thể. Đấy, và được cái quạt này hỗ trợ tản nhiệt. Ngay ở phía dưới chóa phản xạ phụ này là có driver nha các bạn. Ngay ở phía dưới này là sẽ tích hợp driver cảm biến nhiệt. Có nghĩa là tùy theo nhiệt độ, bi sẽ tự động điều chỉnh công suất. Nhiệt độ càng cao thì nó sẽ tự động hạ cái công suất xuống, làm giảm cái mức nhiệt về cái mức phù hợp. Và với cái thiết kế như vậy thì nó sẽ làm cho con bi này nó hoạt động bền bỉ hơn, nó bền hơn so với những dòng sản phẩm khác trên thị trường. Và mình quên nhắc đến cái quạt đồng tản nhiệt này được trang bị công nghệ AI trong driver nha các bạn. Mình xin nhắc lại là được trang bị công nghệ AI trong driver, công nghệ trí thông minh nhân tạo. Thì cái công nghệ này cho phép rằng là khi cái nhân LED nó nhiệt độ cao thì quạt này nó sẽ hoạt động nhiều hơn, hoạt động mạnh hơn, tản được nhiều nhiệt hơn. Và khi nhiệt độ thấp thì quạt nó sẽ hạ cái tốc độ xuống, nó quay từ từ đều, làm cho quạt nó im ắng hơn. Như các bạn nhìn thấy là cái quạt nó to vậy thôi, nhưng mà nó hoạt động cực kỳ êm, cực kỳ ổn định nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã review cho các bạn coi cái sản phẩm này. Và nhiều bạn thắc mắc là muốn coi cái ánh sáng thực tế của đèn Titan Platinum Laser, thì mình sẽ để link ở ngay đây để các bạn có thể trực tiếp bấm vô link đây coi cái bài review đấy. Tại vì mình đã review con sản phẩm này khá là lâu rồi, mất thời gian rồi, mà giờ mình coi phần test ánh sáng nữa sẽ làm mất thời gian của các bạn, cho nên là mình sẽ để link ở đây để các bạn có thể trực tiếp coi. Và xin cảm ơn, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong một clip khác trên Auto 365.